Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, vương triều Donald Trump năm 2025 sẽ như thế nào? Ông Trump không phải là chưa từng nói về điều này và ông không phải chỉ nói một lần. Ông nói nhiều lần nếu mà ông đắc cử tổng thống đó thì ông sẽ là nhà độc tài dẫu cho là chỉ là ngày thứ nhất thôi, ông vẫn cần cái chuyện độc tài đó và sẽ sử dụng quyền hành tổng thống một cách tối đa trong nhiều vấn đề nghị sự khác nhau, trong đó không loại trừ việc trả thù những cái đối thủ chính trị của mình. Quý vị không lạ gì về những điều này bởi vì một lần nữa cựu tổng thống 45 không chỉ nói cái ý định này một lần mà rất nhiều lần trong những cái sự kiện khác nhau và người ta nhìn thấy một cái triều đại của Donald Trump sẽ thử thách cái nền dân chủ của nước Mỹ, một là sẽ đi theo hướng dân chủ, hai là sẽ đi theo hướng độc tài như thế nào. Và hãy xem nhé quý vị, ông Trump nói rằng năm 2025 nếu mà được đắc cử, ông sẽ nhanh chóng thực hiện, set up một cái chuyện trục xuất với những cái trại giam giữ và trục xuất hàng triệu những cái di dân bất hợp pháp đã vào nước Mỹ và thậm chí ông có thể sử dụng đạo luật phạt, um, gọi là um, bạo loạn bạo loạn và tấn công chính phủ lật đổ chính phủ đó để mà trục xuất những cái di dân bất hợp pháp này ra khỏi biên giới phía nam ở washington thì sao ông sẽ sa thải hàng chục ngàn những cái giới chức của chính phủ mà ông cho rằng đã không có trung thành với ông để rồi ông cài cấm những cái nhân viên chính phủ người mà đã từng phải thề thốt rằng trung thành tuyệt đối với lại hoàng đế donald trump đó là ở washington sau đó đối với bộ tư pháp ông sẽ thay máu hết tất cả những cái người ở Bộ Tư pháp, trong đó người đứng đầu Bộ Tư pháp phải là nhân vật trung thành với Donald Trump và ông sẽ sử dụng quyền lực của Bộ Tư pháp để mà truy tố và bỏ tù những cái người mà đã chỉ trích mà mang yếu tố về chính trị đối với cựu tổng thống Donald Trump. Những cái nhân vật mà bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng đã bị Bộ Tư pháp truy tố và đã bị quan tòa bỏ tù rồi đó thì ông sẽ phóng thích hàng loạt. Chuyện này quý vị không lạ gì. Ông vẫn thường gọi những cái tù nhân bạo loạn quốc hội là những người yêu nước và sau đó tất cả những cái cuộc nỗ lực của Bộ Tư pháp sẽ tập trung để mà điều tra gia đình của Biden không loại trừ trong đó có đường kim Tổng thống Biden. Quý vị nhớ trong các cuộc tranh luận vào tuần vừa rồi giữa ông Biden và ông Trump, ông Trump có nói mà ông đợi đi, sau cái nhiệm kỳ tổng thống của ông đó, ông sẽ bị điều tra và sẽ bị truy tố ông là một tội phạm hình sự. Đó là cái chuyện người ta nhìn thấy trước được từ những cái lời cảnh báo của cựu tổng thống Donald Trump. Đối với kinh tế thì sao? Một lần nữa ông Trump hứa hẹn là sẽ áp đặt 10% thuế quan lên tất cả những cái hàng nhập cảnh, chẳng những để đối phó với Trung Quốc mà cả đối với những cái bạn hàng châu Âu đã từng làm ăn lâu dài và không phải là một cái mối đe dọa đối với nước Mỹ tăng thuế nhập cảng lên 10%, thậm chí là xóa luôn cái income tax. Điều này mới nghe qua một lần nữa người dân Mỹ sướng lắm, không phải đóng thuế thu nhập, đó còn gì bằng. Nhưng ngẫm nghĩ sâu xa thưa quý vị, cái phần mà 10% thuế quan đó không đủ bù đắp cho ngân sách liên bang, vậy thì lấy đâu ra nguồn ngân quỹ để mà phục vụ cho những cái chương trình an sinh xã hội. Và như vậy khi mà đánh hàng thuế quan thì những cái mặt hàng nhập cản vô nó sẽ nâng giá thành sản phẩm. Nếu như income tax thì những cái gia đình trung lưu hoặc xin lỗi những cái gia đình mà thu nhập thấp á, còn được miễn trừ khỏi cái việc đóng thuế thu nhập hoặc là đóng một cái số phần rất là khiêm tốn thì bây giờ cái việc mà nâng thuế nhập cản lên 10% như thế này hàng hóa nó sẽ bị đẩy lên thì không có phân biệt là từng lớp trung lưu từng lớp tài phiệt triệu phú hay là từng lớp thu nhập thấp đều phải mua hàng hóa, mua cái muỗng, mua cái chén, mua thực phẩm, mua những cái sản phẩm tiêu dùng đều phải trả cái giá như nhau và cái điều đó nó sẽ tạo nên một cái bức tranh kinh tế sẽ chứng kiến cái làn sóng lạm phát mà nước Mỹ và thế giới hiện nay đang phải điêu đứng để đối phó với nó. Đây là lời cảnh báo như chúng tôi đã thưa của 16 những cái vị chuyên gia kinh tế, trong đó có rất nhiều vị đã từng đạt giải Nobel đã cảnh báo như vậy. Rồi nữa thưa quý vị, những cái cuộc những cái nỗ lực để mà cài cấm thêm vào tối cao pháp viện những cái vị thẩm phán mà phải là do chính ông Trump đề nghị bổ nhiệm bởi vì sắp tới đây những cái vị thẩm phán như là ông Glenn Thomas đã 76 tuổi, ông Sam Alito đã 74 tuổi là có thể về hưu. Vậy thì khuyết hai cái ghế đó, ông Trump chắc chắn là sẽ bổ nhiệm thêm hai vị thẩm phán bảo thủ nữa. Hiện nay tòa tối cao đã có 6 vị bảo thủ trong đó ba vị là do ông Trump bổ nhiệm và quý vị đã thấy nhãn tiền rõ ràng cái kết quả hiển thị trước mắt những cái câu chuyện những cái phán quyết của tối ca pháp viện đưa ra trong suốt cái thời gian gần đây ừ, xin phép được trích lại cái câu của ông Stephen King là một đạo diễn chuyên về những cái tác phẩm về kinh dị và nổi tiếng trên cả thế giới đó vào ngày hôm thứ ba ông đã chia sẻ cái dòng nhận định và sau đó gây ra cái hiệu ứng viral rần rần trên mạng xã hội ông nói một câu như thế này nè tối cao pháp viện trước đây đã lấy đi cái quyền được quyết định về cái sức khỏe sinh sản của người phụ nữ thông qua việc đảo ngược đạo luật Roe v. Wade thì bây giờ cũng chính tòa tối cao này đi đã lấy đi cái quyền lực của người dân Mỹ trong việc là tôn trọng hiến pháp và trong cái việc là nước Mỹ tinh thần dân chủ thượng tôn luật pháp không ai đứng trên pháp luật. Đó là cái lời nhận định của ông Stephen King thì chắc chắn nếu hoàng đế Donald Trump có nhiệm kỳ hai vào năm 2025, ông sẽ tìm cách bổ nhiệm thêm hai vị thẩm phán bảo thủ, nâng số thẩm phán mà do ông bổ nhiệm từ 3 lên thành 5 thì quý vị biết là nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào. Và quý vị nhìn thấy, quý vị nhìn thấy nữa một cái kết quả là ngay cả cái phiên tòa xét xử vụ Justice truy tố ông Trump, vụ tài liệu mật ở Malago, quý vị nhìn thấy vị chánh án là bà Eileen Cannon cũng do ông Trump bổ nhiệm năm 2020, bà đã cù cưa trong những cái phán quyết để mà trì hoãn cái phiên tòa này tới bây giờ không biết ngày nào thì phiên tòa xét xử cái hồ sơ mật mới được tiến hành, thưa quý vị. Đây cũng là một cái ví dụ cụ thể mà chúng ta có thể thấy ngay trước mắt. Rồi bên cạnh đó đó những cái đối thủ chính trị, những cái người mà hay chỉ trích, hay lên án ông Trump ở trong quốc hội. Quý vị như nãy chúng tôi nói là quốc hội bây giờ là tôn sùng ông Trump là tuyệt đối. Từ người đứng đầu là chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là nhất nhật phải nghe theo lời của ông Trump. Thì bây giờ ở quốc hội liên bang bây giờ đâu còn bao nhiêu tiếng nói chỉ trích ông Trump nữa. Bà Liz Cheney, cựu dân biểu và là một người Cộng hòa bảo thủ, con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney Gone, vì chỉ trích ông Trump đã đi rồi, đã bị loại ra khỏi quốc hội rồi. Rồi cả ông Mitt Romney là một thượng nghị sĩ cũng thường xuyên chỉ trích ông Donald Trump cũng về hư rồi. Rồi ngay cả ông Mitch McConnell, lãnh đạo bên phía Cộng hòa ở thượng viện sẽ không còn lãnh đạo nữa và mất đi rất nhiều những cái quyền lực ở ngay thượng viện. Cũng nói chung là từ 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 những cái nhân vật mà chỉ trích ông Trump hay là không có trung thành với ông, không có ủng hộ ông, dần dần rơi rụng và nói như nhân tiện nhắc về bà Liz Cheney. Và hôm chủ nhật tuần vừa rồi nè thưa quý vị ông Trump đã đăng đàn đăng một cái bài trên trú Social và ông gọi đích danh bà Liz Cheney là một kẻ phản quốc và bà Liz Cheney sẽ phải bị đưa ra xét xử ở tòa án binh. Và một lần nữa, đây là một nhân vật Cộng hòa bảo thủ con gái của cựu phó tổng thống của nước Mỹ. Và bên phía Dân Chủ đó thì nhiều lần ao ước và nói rằng, ô bà Liz Cheney tại sao không ra để mà tranh cử tổng thống. Nhiều người cử tri độc lập nói nếu mà bà Liz Cheney ra vừa là một người Cộng hòa nhưng mà là Cộng hòa trung dung và tôn trọng những cái giá trị dân chủ của nước Mỹ thì họ sẽ bầu cho bà Liz Cheney. Nhưng những người bên phía đảng dân chủ thì nói rằng Hãy tỉnh táo, bà Cheney đúng là bà có cái yếu tố khẳng khái của một chính trị gia con nhà nòi. Nhưng bà Liz Jenny cũng rất là bảo thủ. Bà chống cộng đồng LGBT+, plus. bà chống cái việc là cho phép phá thai và những cái vấn đề về dân quyền khác. Nhưng có một điều mà bà sẽ được lòng của bên nhóm cử tri độc lập và bên phía Dân Chủ đó là bà hay chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump và vì lý do đó mà bà đã mất ghế ở Quốc hội và ông Trump và những người đồng minh của ông yêu cầu là phải xử bà Liz Cheney ở tòa án binh thưa quý vị vào ngày chiều tối ngày thứ hai Bà Liz Cheney đã trả lời ông Trump như thế này nè. Bà gọi thẳng tên ông Trump là Donald. Đây là một cái ví dụ nữa cho thấy là ông không phải là một cái người trưởng thành. Một cái người mà một cái người trưởng thành mà có những cái phát biểu mà nó phù hợp và một cái đây là một ví dụ cho thấy là ông không có phù hợp với vai trò tổng thống của nước Mỹ. Đó là một câu chuyện riêng rẽ chúng tôi cập nhật với quý vị để chứng tỏ một điều rằng ông Trump vẫn rất là cây và đâu với những cái nhân vật mà chỉ trích ông và ông cho là đây là cái danh sách mà ông sẽ trả thù nếu ông có một cái vương triều Donald Trump vào năm 2025 rồi thế giới thì sao quý vị đã lường trước được là nếu như ông Trump đắc cử tổng thống có thể không phải là lời đe dọa ông sẽ rút nước Mỹ ra khỏi NATO ông sẽ đình ngay những cái gói viện trợ cho Ukraine và nếu như mà Ukraine không được cung cấp vũ khí nữa chuyện gì sẽ xảy ra bánh xe tăng của Putin sẽ cày nát Ukraine. Putin và những người độc tài cũng như là Tập Cận Bình sẽ trở thành bá chủ. Putin sẽ bá chủ ở Âu Châu, Tập, Tập Cận Bình sẽ bá chủ ở châu Á khi mà ông Donald Trump sẽ giảm từ từ cái sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan và cả với Philippines. Rồi có thể sẽ lạnh nhạt hờ hững với lại đồng minh mà bên phía ông Biden đã gây dựng trong suốt cái nhiệm kỳ vừa qua, đó là Nam Hàn và Nhật Bản. Nói tóm lại, chủ nghĩa độc tài như là Putin, như là Tập Cận Bình, như là Kim Jong-un sẽ trỗi dậy ở khắp nơi và ở Mỹ đây có hoàng đế Donald Trump. Đó là cái bức tranh mà rất nhiều những cái nhà quan tâm về tình hình về cục diện của nước Mỹ và họ đặt ra một câu hỏi rằng liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho vương triều của Donald Trump vào năm 2025 hay chưa? Trước những biến chuyển trong suốt cái thời gian tuần này từ cái cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Biden và ông Donald Trump cho đến cái phán quyết lịch sử mà tòa tối cao đã đưa ra vào ngày hôm thứ hai thưa quý vị trong khi đó có một cái diễn tiến cũng vừa xảy ra hôm thứ hai đó là công ty của ông trump trump organization mặc dù từ lúc bước vào chính trường thì ông không còn quản lý điều hành trump organization nữa và giao lại cho những người con của mình nhưng ông vẫn được hưởng lợi từ những cái về thu nhập về kinh tế từ trump organization thì vào ngày hôm thứ hai tập đoàn này công bố là họ chính thức sẽ xây tháp trump là Trump Tower ở ngay Ả uh, Rập Saudi, ngay thành phố Jeddah trong dự án hợp tác với công ty bất động sản là Da Global. Đây là công trình đầu tiên của Trump Organization tại Ả Rập Saudi trong định hướng là mở rộng ảnh hưởng của tập đoàn này sang phía Trung Đông. Con trai của ông Trump vào hôm ngày thứ hai là Eric Trump đó công bố như thế này nè chúng tôi vui mừng được mở rộng dấu ấn ở trung đông và đưa những cái tiêu chuẩn về những cái tòa tháp xa xỉ với cái mức sống xa xỉ từ trump organization ảnh hưởng và mở rộng sang cái khu vực trung đông qua sự hợp tác dài hạn với tập đoàn da global là eric trump nói như vậy mối quan hệ hợp tác này thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về các dự án mang dấu ấn đặc trưng xa xỉ về phẩm chất cuộc sống và về cả sự tinh tế. Thông báo này được đưa ra chỉ có vài tuần sau khi cũng tập đoàn Da Global của Ả Rập Saudi này thưa quý vị, họ tuyên bố là họ sẽ xây một cái khu uh, resort phức hợp cũng cũng mà hiện đại và cái dự án lên tới 500 triệu đô la Mỹ ngay tại Oman. Và điều này làm cho nhiều người lo ngại rằng nếu như ông Trump đắc cử tổng thống thì những cái chuyện mà làm ăn giữa Trump Organization với bên phía Ả Rập Saudi nó liệu có cái phát sinh cái mâu cái xung đột cái mâu thuẫn về lợi ích hay không. Và cách đây không lâu, thái tử của Ả Rập Saudi là ông Mohammed bin Salman cho biết là ông vẫn bảo lưu cái khoản đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ mà Ả Rập Saudi đã rót vô cái quỹ của con rể ông Trump là Jared Kushner và cũng chính vì điều này đây mà ủy ban tài chính thượng viện, ông chủ tịch của ủy ban là ông Ron Wyden, trong tháng 5 vừa qua đã tuyên bố là họ mở một cái cuộc điều tra để xem là tại sao Ả Rập Saudi lại rót những cái số vốn khổng lồ như vậy vào quỹ con rể của uh, ông trump có mâu thuẫn quyền lợi nào hay không và liệu rằng ả rập saudi đang nhắm tới điều gì vì cái sự khôn lanh vì cái sự tài ba trong lĩnh vực kinh doanh của con rể ông trump ư nhiều người đang nghi ngờ về chuyện đó và nhất là những ngày gần đây thêm cái dự án mà trump organization xây dựng ở ả rập saudi nữa thì nhiều người đang lo ngại về cái ảnh hưởng quyền lực của đế chế trump ngay tại vùng trung đông và trong một cái um, trong một cái cuộc điều tra của một tổ chức mà phi chính phủ đó thưa quý vị năm 2023. Họ nói rằng là ông Trump đã bỏ túi được khoảng 9 triệu 6 đô la Mỹ từ những cái nước ở vùng Trung Đông trong cái thời gian ông là uh, nhiệm kỳ 45 của ông đó, nhiệm kỳ tổng thống 45 của nước Mỹ đó, thì ông Trump đã bỏ túi được cái số tiền này. Dĩ nhiên đây chỉ là những cái tảng băng nổi thôi, còn những cái khoản chìm thông qua những cái quỹ đầu tư mà con rể ông được tài trợ, thông qua những cái dự án mà Trump Foundation đang bắt đầu xúc tiến. Cụ thể là vừa loan báo ngày hôm thứ hai đây, giới quan sát họ đang lo ngại, còn những cái mâu thuẫn, những cái xung đột lợi ích nó còn đi xa hơn như vậy. Và đó là những cái câu chuyện, những cái thế lực mà triều đại ông trump đang bắt đầu hiển thị ra cho mọi người được thấy và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại